Đứng chờ giao hàng cho khách, shipper tiện tay đàn một khúc piano khiến tất cả phải kinh ngạc. Thế đó, anh shipper ngồi lại ngay ngắn bên chiếc dương cầm, ngón tay nhảy múa như đang chơi đùa trên từng phím nhạc. Tâm hồn anh ngay giây phút ấy đã chìm đắm trong thế giới du dương của riêng mình, quên đi hết những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp không gian của sảnh chờ. Nhiều người xung quanh đã phải dừng lại quan sát, tận hưởng giai điệu bình dị ấy trong sự ngỡ ngàng. Với bộ quần áo mưu sinh giản dị, nhưng tâm hồn nghệ sĩ bên trong chàng trai lại cháy bỏng và sang trọng vô cùng. Thế nhưng khi anh shipper vẫn còn đang muốn tiếp tục khúc nhạc của mình, thì tiếng gọi của bác bảo vệ "Em ơi em" đã cắt ngang dòng cảm xúc và anh trở về thực tế. Anh giật mình nhìn lại, rồi vội vàng rời đi mà đánh rơi cả chùm chìa khóa của mình. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã bất ngờ trước tài năng của anh chàng làm nghề giao hàng. Một số người lại cảm thấy tiếc nuối cho anh vì họ chắc rằng tương lai của anh sẽ còn rộng mở hơn nếu được đào tạo bài bản. Có người còn thẳng thắn chia sẻ, chỉ sợ cuộc đời tàn khốc đến mức sẽ đến một ngày bạn ăn luôn cả ước mơ của mình. Một vài chia sẻ khác được mọi người để lại. Một ngày nào đó, hy vọng khi gác lại những bộn bề của cơm áo gạo tiền, anh sẽ tiếp tục những ước mơ còn dang dở của mình. Sao mọi người cứ thích làm khó nhau ở nơi công cộng, nghe được bản nhạc như vậy, tự thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng mà đáng yêu làm sao. Lúc thấy anh hơi giật mình mà thương quá trời quá đất.